Mark One số 1 về Mark. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One và mình là Thịnh Easy. Còn đây là kỹ thuật viên của Mark One, Dũng. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài đánh giá và so sánh về hai con quái vật. Đây là quái vật mạnh nhất của đợt 2017 và đây là quái vật mạnh nhất của đợt 2018. Thì hôm nay chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn và về hiệu năng của hai máy, xem nó chênh lệch như thế nào và có đáng để đầu tư không. Mình hôm nay đang là chiếc MacBook Pro 15 inch đời 2018, bản option chip Core i9 2.9 mạnh nhất của Apple. Và bên tay trái là chiếc MacBook Pro 15 inch đời 2017, là option chip i7 3.1 mạnh nhất của đời 2017. Và khác biệt giữa hai con chip này là đời 2018 thì sẽ dùng chip Coffee Lake 6x12 luồng và 2017 thì sẽ dùng chip 4x8 luồng. Và hôm nay thì mình sẽ so sánh hiệu năng giữa hai chiếc máy này, xem nó có chênh lệch quá nhiều không giữa chip 4x và chip 6x, giữa i9 và i7. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test đầu tiên. Em giới thiệu đi. Mình sẽ chạy test đơn nhân và đa nhân benchmark bằng ứng dụng Geekbench. Thì ở đây kết quả là cho thấy là cái kết quả xử lý đơn nhân ấy trên 2018 nó mạnh hơn khoảng độ 14% so với đời 2017. Và đa nhân thì nó mạnh hơn rất nhiều. 24.000 với 16.000 thì nó chênh nhau khoảng 50%. Cực kỳ mạnh, cực kỳ nhiều. Và đây là mình cũng chưa biết là chắc chắn là có phải là hiệu năng cuối cùng hay không, bởi vì thấy nói là 2018 ấy thì nó bị mắc một cái nóng quá dẫn đến hiệu năng bị bóp. Cái vấn đề này thì anh cũng nghe nhiều người nói rồi, và chúng ta thử tiếp những bài test tiếp theo xem là như thế nào. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đánh giá hai con này thông qua cái Cinebench. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có bài test với CPU và tiếp theo sẽ là GPU. Thì em nói đi. Trên màn hình hai chiếc máy thì đang hiển thị cái kết quả, cái điểm benchmark của hai chiếc máy này. Đối với đời 2017 thì điểm nó là 679, đúng không? Đối với đời 2018 thì sẽ là 1085. Điểm khá là cao, chênh nhau thực sự là quá nhiều. 50% đấy. 50-60% đấy. Chênh nhau quá nhiều về hiệu năng. Tiếp theo là mình sẽ dùng thêm, mình sẽ thử dựng một cái đoạn phim ngắn bằng ứng dụng Adobe Premiere để xem cái tốc độ dựng của hai cái máy này nó sẽ như thế nào. Vâng, thì vừa xong bọn mình đã dùng Premiere để render hai con máy. Thì bây giờ là như thế nào nhỉ? Thì cái video bọn mình dùng để render này thì nó là có độ phân giải 1080p và có độ dài là 3 phút 05 giây. Thì kết quả giữa hai máy thì máy 2017 thì nó cho kết quả là 7 phút 19 giây trong video đấy, và đời 2018 nó sẽ là 5 phút 53 giây. Vậy là chênh nhau khoảng chênh tầm 1 phút 26 giây. 1 phút 26 giây. Nó cho thấy cái sự chênh lệch cũng khá là nhiều. Mà anh thấy được khá nhiều các câu hỏi ấy, thì là quay vấn đề là máy năm 2018 ấy thì dùng nó rất nóng, nhưng vậy của nó thì em nó quá nhiệt. Cái vấn đề mà quá nhiệt trên đời 2018 thì nó là gặp phải. Cái này thì cũng do là các người dùng phản ứng lại thôi, và các cái mình đọc qua trên các cái trang mạng xã hội thì cái vấn đề này vừa rồi Apple nó có đưa ra một cái bản vá để làm nhằm giảm nhiệt độ của máy và tăng hiệu năng. Nhưng mà cái chi tiết thì bây giờ mình sẽ trực tiếp test cho các bạn xem.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test thứ tư dành riêng cho quái vật năm 2018. Thì sẽ test là nhiệt độ nó như thế nào. Ở đây thì mình đang thử chạy một cái render, một cái video để xem nhiệt độ và hiệu năng của máy, xem nó có ổn định hay không. Thì ở đây mình thấy nhiệt độ là luôn đang quanh ở mức 95 độ trở lên, và hiệu năng của máy thông nhịp CPU thì nó chạy ở mức quanh 3.5 đến 3.7 DPI. Có thể có nhiều khi nó lên đến hơn 4 chấm. Trên cái bản đầu tiên, macOS đầu tiên khi vừa ra mắt từ đời 2018 này, thì cái thông nhịp của chip luôn bị dìm ở mức 2.5 bởi vì nhiệt độ nó quá nóng. Ở bản bán này thì Apple đã có cải thiện được khá rõ rệt khi đẩy được cái thông nhịp CPU lên 3.7, 3.8. Nhưng mà đây thì vẫn chưa phải là cái mức cao nhất của con chip này. Con chip này có thể turbo boost lên được 4.8 thôi. Thì mong rằng sau này thì Apple có thể đưa ra cái bản vá tốt hơn để hỗ trợ cho đời này, cho đời 2018 này, cái nhiệt độ tốt hơn và cái thông nhịp, cái hiệu năng của máy ổn định hơn. Vậy thì giá của em quái vật năm 2018 này thì khoảng bao nhiêu nhỉ em nào? Giá của em i9 này bên Mac One người ta đang bán là 69.900.000 đồng. Vậy thì đối với em là một người kỹ thuật đấy, thì em nghĩ sao, còn mọi người có nên đầu tư vào con này hay không? Và đối với cái mức giá tiền của con này thì em nghĩ là nên đầu tư, bởi vì chắc chắn rằng sau này thì Apple sẽ đưa ra cái bản vá tốt hơn để làm giảm cái tình trạng quá nhiệt này của máy. Chắc chắn luôn, bởi vì Apple trước nay họ chăm sóc rất là tốt. Vâng, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho một like, share và subscribe để ủng hộ kênh cũng như là để nghe gì nhé. Vậy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.